Nếu cuộc đời này có hai sự lựa chọn, một là một người nghèo trong một cái đám giàu, hai là một người giàu trong một cái đám nghèo, thì các bạn chọn sống một cuộc đời nào? Riêng cá nhân mình á, là mình chọn là một người giàu trong cái đám nghèo các bạn. Mình thà là cái thằng mà giàu nhất, VIP nhất trong cái đám nghèo còn hơn là sống mà không dám ngửa mặt nhìn đời và gọi là không có danh tiếng cũng như là sự địa vị, mặc dù ở trong cái đám gọi là giàu. Thì hôm nay tự nhiên có một cái cảm xúc như vậy các bạn, khi đi xem và chia sẻ cho anh chị em một cái căn nhà nằm ở một cái vị trí có thể nói là thuộc dạng VIP bậc nhất ở thành phố Tây Ninh nha các bạn. Căn nhà bên này nè, nhà bên này á là nó nằm có thể nói là sát bên hai cái khách sạn, hai cái khách sạn mà thuộc dạng là cũng có số má ở thành phố Tây Ninh luôn các bạn. Đây là khách sạn Mai Vi nè, và cách nhà khoảng 300m có một khách sạn nữa là khách sạn Sunrise. Căn nhà này á là chưa tới 7 tỷ các bạn nha, có một trệt, hai lầu đúc và một sân thượng. Giá toàn bộ nhà và đất luôn là 6 tỷ 939 triệu. 6 tỷ 939 triệu. Các bạn thấy con đường phía ngoài không? Đây là đường 30 tháng 4. Đấy, một trục đường huyết mạch của Tây Ninh. Bên tay trái là sẽ hướng về Sài Gòn các bạn, tiếp nối với lại quốc lộ 22B, về Gò Dầu, về Củ Chi, về Sài Gòn ha. Đây thì cách Sài Gòn An Sương là khoảng chừng 82 km nha. Còn hướng bên phải, hướng bên phải là mình vô trung tâm của thành phố Tây Ninh, về Vincom Tây Ninh khoảng chừng 2 cây. Còn con đường này là đường Hoàng Lê Kha, cũng chính là đường mặt tiền của căn nhà ngày hôm nay anh em mình quay chia sẻ cho các bạn nè. Ngang qua 5m, dài là khoảng 28m, tổng diện tích sử dụng là hơn 300m² các bạn, gồm có một trệt, hai tầng lầu, một sân thượng. Nhà kết cấu chắc chắn, xây tường xung quanh là 20 hết. Và căn nhà này có 4 phòng ngủ mà 4 phòng vệ sinh, 4 nhà tắm luôn. Đường Hoàng Lê Kha này lộ giới là 30m các bạn, chính xác là khoảng 27m, có vỉa hè luôn ha. Và hướng các bạn đang xem á là đi ra đường các bạn hướng 8 này nha. Đó, anh em thấy là có hình ảnh núi Bà rất là to ha. Từ đây tới khu du lịch núi Bà là khoảng chừng chưa tới 10 cây các bạn. Tới Tàu Thánh Tây Ninh là khoảng 3 cây số. Xung quanh là tiện ích là cực kỳ nhiều. Đó, giống như là một địa điểm mà trung tâm của những cái khu đô thị lớn đó. Thì tại sao mà mình có cảm xúc như hồi nãy anh em mình chia sẻ cho các bạn đó? Bởi vì với cái tầm mà cỡ 7 tỷ ha, mà các bạn ở Sài Gòn thì anh em chỉ là ở được những cái con hẻm ở những cái khu gọi là nhà giàu như là quận 3, Phú Nhuận, quận nhất thôi. Ở hẻm thôi các bạn, không bao giờ ra ngoài con đường lớn được. Còn nếu mà về Hóc Môn, Gò Vấp á, thì mình chỉ ở được những con đường mà dạng là đường không có tên tuổi gì hết ha. Còn ở đây, tuyến đường Hoàng Lê Kha này ngày xưa là được đưa vào cái danh mục là dạng quy hoạch là giống như là phố đi bộ các bạn, đủ để cho anh chị em thấy là ở chỗ này là tiện ích. Và cái con đường này nó có một cái vị trí có là hết sức là dùng từ là đẹp đó, ở thành phố Tây Ninh nha. Toàn đoạn đường Hoàng Lê Kha này kéo dài khoảng chừng chưa đầy một cây, 900m thôi. Sát bên này 30m là đường 30 tháng 4, bên kia khoảng chừng 800-900m nữa là trục đường cách mạng tháng 8 đó. Thì mình nhắc lại toàn bộ nhà đất của cái căn nhà này là 6 tỷ 939 triệu nha. Anh chị em nếu thấy thích và quan tâm tới vị trí này cũng như là cái kiểu nhà này nè đó, hãy bấm like thả tim cho anh em tụi mình có thêm năng lượng để mình vô mình quay hiện trạng căn nhà cũng như là phân tích kỹ cho anh chị bạn thấy được vẻ đẹp và tiềm năng rất là lớn ở vị trí này ha. Căn nhà này sở hữu một vị trí có thể nói đắc địa các bạn, một vị trí mà không cần phải chỉ đường luôn, bởi vì có thể nó chính là điểm định vị
để mà mình chỉ đường cho người ta đó các bạn. Ở chỗ này ta gọi là ngã ba giếng mạch, hay còn gọi là ngã ba cây xăng Tiên Tuấn các bạn nha. Giao giữa là đường Hoàng Lê Kha và đại lộ 30 tháng 4. Nhà đất là hướng Tây Bắc nha các bạn. Vị trí có thể nói là hiếm có các bạn. Ta gọi là tả thanh long mà hữu bạch hổ á. Là thế là rồng trầu mà hổ phục nha. Bởi vì hướng bên trái của căn nhà các bạn là sông Vàm Cỏ nè. Đây cách có vài trăm mét thôi là sông Vàm Cỏ ha. Còn hướng bên phải chính là hình ảnh núi Bà. Đây con đường Hoàng Lê Kha đó các bạn. Đó, hướng đó ra là 800m là tới đường cách mạng 8 nha. Đây tiện ích rất là nhiều. Cái nhà to to này là khách sạn Sunrise nè. Rồi chạy xích lên trên là bệnh viện bác sĩ Tùng. Rồi cách nhà là 300m là ngã tư Chiêu Hồi, giao với lại đường bên tay trái là đường Nguyễn Thái Học, bên phải là đường Võ Thị Sáu. Thì nếu mình quẹo phải là mình thấy nguyên một cụm là trường học rất là nhiều nè. Trường Cao Đẳng Nghề, trường Võ Thị Sáu và chợ phường 4. Ở đây phường 3 nhưng mà giáp ranh với phường 4 các bạn nha. Từ đây ra ngoài chợ phường 4 á là khoảng đường 600-700m vậy thôi. Ở chỗ này thì có nhiều tiện ích. Trường học thì nổi bật có trường liên cấp quốc tế IGC. Đó là trường của quốc tế. Còn trên đường Hoàng Lê Kha này có những tiện ích hồ bơi, sân golf, nhà thi đấu đa năng của tỉnh, rồi bệnh viện bác sĩ Tùng, siêu thị Copmart, sân tennis cũng có đủ luôn ha. Còn hướng bên này là đường Nguyễn Thái Học nữa các bạn. Đó, đường Nguyễn Thái Học thì hướng ra cũng trường học, rồi hội trường tỉnh ủy. Cái nhà cao cao ở góc bên phải á là chính là Vincom các bạn nha. Chùa, nhà thờ gì cũng có ở khu vực này đầy đủ luôn. Đây là cách vòng xoay trường Nam là cũng khoảng chừng 300-400m à. Ở phía ngoài là đường 30 tháng 4 nè ha. Cách trục đường 30 tháng 4 này là chỉ có chừng 20m thôi các bạn. Đây ngay khu vực ngã ba nè. Ở phía trước của khách sạn Mai Vi nha. Nhà này coi như là hai bên á, một bên là căn nhà biệt thự chuẩn bị hoàn thành, bên trái là nhà nóc thái. Không có dính gì cái tường của mình đó, một cái lợi thế cực kỳ lớn luôn. Đây mời anh chị em đi qua tham quan căn nhà tuyệt vời này nha. 6.939 tỷ các bạn. Tiền thì có thể kiếm được. Còn một vị trí đẹp như thế này thì không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện trong kênh của chợ Tây Ninh đâu các bạn. Đây mình nhìn lại quang cảnh nè, từ trong nhà nhìn ra phía bên ngoài đó. Ở đây nếu mà anh chị em nào mà về vừa ở vừa kinh doanh buôn bán thì chúng ta có một lợi thế về mặt quảng cáo thương hiệu, hình ảnh cũng rất là tiện lợi luôn ha. Bên đây đối diện là văn phòng của Viettel và một cái tòa nhà biệt thự. Nhìn cái kết cấu tòa nhà biệt thự này là mình biết là chủ nhân không phải là bình thường đó các bạn. Cũng có thể nói là quyền cao chức trọng đó. Bên kia là phòng tiêm chủng vaccine. Có thể nói khu vực này là vừa hiện đại văn minh và an ninh cực kỳ luôn. Bởi vì đây là trung tâm của thành phố Tây Ninh, là một thành phố xanh, một thành phố du lịch. Rồi bên trong nhà này nếu mà tính chiều dài là 28m, nhưng mà mình còn có phần vỉa hè nữa. Nhưng mà thật ra là cái phần chiều dài là tính ra là phải hơn 31-32m rồi. Đó, hiện trạng là cao hơn đường ở phía ngoài sân nè các bạn. Sân thì khoảng chừng 35m² nha. Cái căn nhà này hiện tại thì cô Nguyệt và ông xã cô là ở có hai vợ chồng thôi. Mà cô chú cũng 60-70 rồi, coi như U70, nên là cũng không có kinh doanh buôn bán gì hết. Anh chị em thấy là nhà làm là mục đích là chỉ để ở.
Nên là bây giờ là với diện tích mà hơn 300 mét vuông như thế này á, thì cho hai vợ chồng già thì việc dọn dẹp trông coi nó cũng phần nào bị hạn chế. Nên cô chú là quyết định là bán cái này để tìm một cái căn nhà nó có diện tích nó khiêm tốn hơn, dễ ở hơn và ở trong những cái khu vực mà nó không cần phải quá trung tâm như thế này các bạn. Rồi, ở trên á là phần mái tôn có làm phần chống nhiệt luôn các bạn. Đó, có phần chống nhiệt. Làm chống nhiệt rồi ha, camera an ninh có đủ luôn. Nếu là mình thì mình sẽ không để cái mái tôn này, bởi vì nữa một phần nào đó nó sẽ làm giảm cái vẻ đẹp mặt tiền của căn nhà này các bạn, nếu mà mình kinh doanh ha. Ở đây thì tiện lợi là phần mưa nắng không ảnh hưởng tới nhà. Cửa nẻo thì các bạn xem, cửa này là cửa thứ dữ ha, cửa rất là nặng nha. Đó, khóa nè các bạn, sắt nè, nó rất là dày, cửa nặng lắm, cửa rất là chất lượng ha. Nhà số là 199B, một con số cũng rất là đẹp. Bên trong là được phun đá hết toàn bộ luôn, cái phần sân nè, đó, coi như là biệt lập luôn rồi đó. Và cái kiểu phun đá này làm cho không gian ở phía trước này cũng rất là sang trọng. Ở đây đó là thuộc thành phố Tây Ninh, là đô thị cấp 2 rồi các bạn, nên là điện nước là đầy đủ, nước cấp thủy luôn nha. Thì với phần diện tích phía ngoài này là dư sức là mình để ô tô 7 chỗ luôn nha các bạn nha. Rồi còn bên trong, mời anh chị em vô tham quan. Đó, mình có hai bậc tam cấp nha. Nếu mà theo phong thủy á, thì hai bậc có nghĩa là sinh lão, coi như là căn nhà này là mình ở rồi nè, có thể là tới già tới lão luôn rồi đó. Nhà thiết kế theo kiến trúc rất là hiện đại các bạn. Phần phòng khách là nó kết nối với lại nhà ăn và phòng bếp luôn, thành ra là làm cho cái diện tích nó trở nên cực kỳ thông thoáng. À, mình vô cái nhà này là cảm giác giống như là ở trong một cái nhà mà ngang 8 mét vậy đó. Đây, không gian phòng khách thì khoảng 25 mét vuông nè. Ở đây thì cô chú nếu mà tìm được người hữu duyên với căn nhà này thì cô chú cũng sẽ để lại những cái nội thất cơ bản cho mình, chỉ lấy đi những cái bộ bàn ghế tủ gỗ ngày xưa, dạng là đồ kỷ niệm của cô chú ngày cưới đó, là sẽ dọn đi nha. Thì cái phần bếp với phòng ăn này á, là nó sẽ nằm trên một cái phần diện tích là nó cao hơn cái phòng khách bên ngoài. Đó là giống như là một cái sự ngăn cách ra ha. À, cũng rất là hay nha các bạn nha. Về mặt phong thủy là ok đó. Càng vô thì coi như là nhà cửa càng bự và càng cao sang hơn. Phong thủy kiểu giống như nở ra tụ tài ha. Ở đây thì có một cái giếng trời thông tầng nữa các bạn. Giếng trời thông tầng thông tới trên, vừa lấy sáng vừa lấy gió, ok luôn nha, rất là mát. Ở đây mình đang quay thời điểm là giữa trưa, mà anh chị em thấy là quay nãy giờ là không có miếng mồ hôi luôn, nhà rất là mát ha. Thì khu vực phòng ăn chỗ này cũng rộng rãi nè. Hiện tại là xung quanh là sử dụng là giấy dán tường nha, cũng khá là sang trọng. Nhà xây cao ráo và mỗi một tầng là đúc à. Đúc như vậy là tính luôn cái sàn sân thượng là đúc tới 3 tấm lần các bạn. Còn phần sàn, đây mình quay cái phần gạch lát sàn cho anh chị em thấy, rất là sang trọng. Là gạch, cái này là dạng đá luôn các bạn nha, ceramic mà dạng đá cao cấp á, là khổ 80 luôn à, rất là sang trọng. Khu vực bếp cũng vậy luôn, bếp làm rất là lớn ha, và làm theo kiểu mà chữ U vậy đó. Đây là phần bàn đảo bếp nè, mình có thể là làm quầy bar, đó, bàn ăn cũng ok luôn. Bếp là sử dụng bếp âm, rồi chậu rửa là đá luôn ha. Nước là nóng lạnh có đầy đủ cho mình, à, nước cấp thủy các bạn. Ở trong này là làm đá hoa cương luôn. À, cái bếp này sử dụng những cái chế độ cũng rất là thông minh, này cảm ứng nè các bạn. Đó, mình đây là tắt đèn nè, rồi mình bật đèn lên, đó, thì buổi tối là buổi chiều đó là rất là sáng ha. Mấy cái này cũng chất liệu là chống thấm luôn nha các bạn nha. À, tủ kệ là ok. Anh chị em nào sở hữu thì cô chú sẽ tặng luôn cho mình cái tủ lạnh hai cửa khổng lồ này luôn nè. Rồi bên trong
ở dưới tầng trệt chúng ta có một cái phòng ngủ các bạn. Đây, phòng ngủ cửa sinh pha luôn nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem không gian bên trong chút xíu nè. Đây, bên trong chúng ta có máy lạnh, rồi giường, tủ cũng đầy đủ. Đó, mấy cái tủ gỗ này mặc dù nó xấu xấu vậy đó, nhưng mà đó là đồ kỷ niệm của cô chú ha. Mình sẽ dọn đi. Ở dưới này là gạch dạng vân gỗ nha các bạn. Đó. Ở đây là sử dụng hàng cũng dạng những cái linh kiện thiết bị điện cũng cao cấp hết luôn á. Ổ điện là sử dụng ổ Sino. Phía sau lavabo rửa mặt nè. Đây công tắc nè các bạn. Đó, công tắc nè, làm rất là sang luôn ha. Panasonic. Đây là phòng tắm, nhà vệ sinh ở bên dưới. Bồn cầu hộp, rồi trang thiết bị vệ sinh là inox 304 hết luôn. Ở chỗ này là kính cường lực mà uốn cong luôn nha các bạn. Đó. Phun mờ hết ha. Rồi cửa nẻo là cửa sinh pha, kính cường lực mờ hết. Cửa ra phía sau cũng vậy luôn nè. Rồi cửa này thì có 500, cửa này có 500 nha. Này phía sau là nguyên một cái khoảng sân. Sân này là mình làm sân phơi, sân chơi, sân vườn cũng ok luôn. Đây, phía sau là khách sạn Mai Vi cao tầng nè. Xung quanh là giáp bên là một, đây là biệt thự, bên này là nhà nóc Thái ha. Đó, thì nếu anh chị em nào về đây không muốn kín đáo hơn nữa thì ở đây là tường cột là có sẵn, đổ bê tông luôn, mình có thể rào lưới 70 hoặc để dày luôn cũng rất là ổn nè. Chỗ này là cái khoảng mình có thể là trồng cây ăn trái. Ngày xưa thì cô Nguyệt có chia sẻ là cổ trồng cây bưởi đây, nhưng mà cô chú lớn tuổi không có chăm sóc nên là nó phát triển không có tốt. Ở phía sau nhìn lên là có ban công nữa các bạn, hai cái ban công ở phía sau luôn nha. Này, thì cái cửa này là cửa sổ cái phòng ngủ ở đằng trước nè. Rồi mình sẽ tham quan tiếp những cái không gian ở phía trên các bạn. Ở phía sau này là coi như là tới hai lớp cửa các bạn nha. Này cửa sau nè. Rồi cửa này là cửa sinh pha dày ha. Đó, về mặt an ninh là ok, ổn áp nha. Trước sau là cửa nẻo rất là chắc chắn. Cầu thang dẫn trên tầng trên là bậc cầu thang là đá hoa cương, kính cường lực, tay vịn gỗ. Từ trên nhìn xuống cũng rất là ok luôn. Ở phía dưới là có cái máy massage toàn thân nữa, cái ghế massage toàn thân. Cô Nguyệt nói là mua cái ghế này là cũng hết 60 triệu rồi, mà cô cũng sẽ tặng lại luôn. Cái này là cũng cảm biến luôn nè các bạn, là mình đi ra buổi tối nó sẽ tự sáng lên. Mỗi tầng là đều có công tắc cầu dao để tắt mở đèn luôn ha. Rồi lên tầng trên thì chúng ta thấy nè, bên này là khu vực giếng trời thông tầng nha. Đó. Ở đây mình quay buổi trưa chứ là một buổi tối là chắc nó còn lung linh và ấm cúng hơn rất là nhiều. Thì các bạn thấy cái phần hành lang này á, làm rất là rộng rãi các bạn. Từ đây qua tới bên đó là hơn 1m6 đó. Có thể khoảng chừng 1m66, 1m65 gì ha. Mỗi một tầng có hai phòng ngủ, ở trước và phía sau. Thì các bạn thấy cái phần mà tay vịn nè các bạn. Phần lan can tay vịn nè. Đó, chỗ này là làm rất là chắc chắn. Chỗ này là làm tới tường xây là tới 50 luôn nữa các bạn. Đó, đá hoa cương. Thì chỗ này là mình có thể là để dạng đồ phong thủy hoặc là làm bàn trà ok luôn ha. Chỗ này có một bộ sofa. Đó, y như là một cái phòng không gian nhỏ, một cái phòng khách nhỏ chỗ này nữa các bạn, ở tầng 1 nha. Thì chỗ này thì cô chú đang để một bộ sofa và ở đây là góc học tập hoặc là bàn làm việc cũng rất là ok. Đó, thì mấy cái tủ âm kệ này đó là có sẵn bàn luôn và mình sẽ được cô chú tặng lại luôn ha.
Đây mình tham quan cái phòng ngủ ở đằng sau nè. Toàn bộ dàn cửa đều sử dụng là cửa Sinfa cao cấp, kính cường lực mờ nha, rất là dày. Bên trong thì chúng ta có những nội thất gì, coi như là đầy đủ hết rồi. Bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc, tường là dán giấy dán tường, rồi giường, tủ, kệ tivi, tủ âm bên này các bạn. Đó, bên này có cái tủ âm nè. Rồi bên này là phòng tắm nha. Đó, phòng tắm này là cũng cửa Sinfa luôn ha. Cửa Sinfa, lavabo, bồn cầu hộp và khu vực phòng tắm đó, cũng là kính cường lực luôn. Bên này là cửa lá sách nha các bạn. Ở phía sau này là sử dụng là tường 20 luôn các bạn nha. Đó, rất là chắc chắn. Và ở tầng này á, mình thấy là nó sẽ thông ra cái ban công nè. Đó, muốn kính đáo thì ở đây là kính mờ rồi. Muốn kính đáo nữa là đây có một cái cửa rèm cuốn ha. Nước là nóng lạnh nha. Toàn bộ bên trong phòng tắm, gương, kính, rồi gạch ốp tường lên tới nóc luôn. Đèn âm trần rất là nhiều luôn các bạn ơi. Phòng này có trang bị máy lạnh luôn nè. Đó, inverter. Rồi, đằng sau đây là một cái ban công. Ban công này cũng quá đã luôn các bạn. Nhìn đây là mình thấy được nhà hàng xóm nè. Căn nhà biệt thự là chuẩn bị hoàn thành nè. Và anh chị em thấy là giáp với lại cái mảng vườn của căn biệt thự các bạn nha. Tức là hai bên hông tường của cái căn nhà cô Nguyệt á là không bị dướng dách nhà hàng xóm. Đó một cái lợi điểm rất là lớn. Vừa thông thoáng mà vừa có hiệu ứng để mình quảng cáo được hai mặt của bên hông căn nhà này ha. Nếu mà anh chị em làm ăn, điều đó rất là giá trị luôn á. Một vị trí trung tâm này nội các bạn là thuê là tiền làm bản hiệu hơn một tháng chắc cũng phải vài chục triệu rồi. Đằng sau này làm quá đẹp các bạn. Nhà nó thái giáp hai bên. Bên này cũng là tường giáp 20, bên này cũng vậy luôn. Rồi này là lan can, tay vịn, inox kính cường lực nha. Chỗ này mình ra uống nước buổi chiều hoặc là tập thể dục, tập yoga cũng ok luôn các bạn. Bên kia là một khách sạn rất là lớn nè. Khách sạn Maiwi chắc phải cả trăm phòng bên đó đó. Ở dưới là gạch dạng phân gỗ nha. Gạch 10 gạch 10 40, gạch 10 50 vậy đó, đó, vân gỗ. Còn phía ngoài đây là dạng ceramic bột đá nè. Đây mình qua cái phòng ngủ thứ ba. Nhà có tổng cộng là 4 phòng ngủ. Phòng này á thì thông ra phía ngoài các bạn. Cũng có ban công luôn. Trời ơi, view quá đẹp các bạn ơi. Đây. Ban công này nhìn hướng này là ra ngã ba ha. Rồi, bên kia là Viettel và căn biệt thự. Căn biệt thự bên kia dữ dằn đó nha. Đó, các bạn thấy biệt thự làm rất là biết. Bên kia là phòng tiêm chủng ha. Đó. Đây là sân của nhà hàng xóm nè. Đây, phần ban công, cửa nẻo. Cửa lùa, Sinfa hết. Rồi. Bên trong là trang bị cũng đầy đủ cho mình hết rồi. Thì cái phòng này có nhiều cái cũng khá là đặc biệt. Cái tủ này là cũng sử dụng công nghệ cao nữa các bạn. Các bạn để ý nha, mình mở ra thì đèn tự động sáng luôn. Đèn cảm ứng tự động sáng luôn ha. Cảm ứng chuyển động đó là mình sẽ được tặng cái này luôn nha. Bên trong này giống như là một cái phòng của một cái khách sạn 4 năm sao vậy đó. Này, tủ âm nè. Rồi bên trong phòng tắm cũng trang bị đầy đủ cho mình. Kính nè, rồi gạch dán hết toàn bộ. Cửa thông ra phía ngoài. Cái cửa này á, thông ra ngoài cũng rất là hay nè. Để mình mở ra bạn xem. Đó, bên ngoài đây chúng ta có một cái lam. Rồi một cái dạng để bồn bông. Để tiểu cảnh ở ngoài đó cũng ngon lành luôn ha. Căn nhà này mình quay rất là chi tiết. Để cho anh chị em ở xa, có thể ở nước ngoài cũng được, mình nghiên cứu về đây. Tính ra giá trị mà 6 tỷ 939 triệu thì nó chưa được, để coi, mới có mấy trăm ngàn đô các bạn ơi. Khoảng chắc cỡ chừng 200-300 ngàn đô gì à. Đâu anh em là tính thử coi,
1 triệu đô là 23 tỷ, 24 tỷ. Thì này mới có 1 phần 3 các bạn. Đó. Coi như khoảng 300.000 đô. Chưa tới nữa. Rồi, tiếp theo tầng thứ 2. Nhà này là thổ cư toàn bộ các bạn nha. Đất đô thị 100% mà là đô thị loại 2 nha. Đây, tầng 2. Tầng 2 chúng ta sẽ có một cái ban công to ở phía sau các bạn. Đây, nhìn view cũng rất là đẹp ha. Ban công này có thể nói là ban công sân thượng cũng được nè. Đó, bên này là nhà nóc thái nè. Bên kia cũng có một cái căn nhà lầu người ta đang xây luôn các bạn. Ở buổi chiều về đây đảm bảo là bao mát luôn. Và các bạn biết tại sao không? Cái hướng mà các bạn đang xem á là cách có chừng 300m à, là tới sông Vàm Cỏ rồi. Nên là rất mát các bạn. Đây là, mình đang đứng là 12 giờ trưa mà mát như rượi rượi luôn. Thì không gian ở cái phần ban công ở sau này, tạm gọi là ban công sân thượng đi, diện tích cũng lớn, khoảng 40m² các bạn nha. Khoảng 40m². Bên đây là sân thượng và cái tầng này là cũng đúc luôn ha. Hiện tại thì trên sân thượng là có bồn nước đại thành luôn, máy năng lượng mặt trời. Bồn này chắc 1000 lít các bạn. Đây phần giếng trời các bạn, hai bên luôn nè, quá mát. Ở trên này mình nghĩ là anh chị em nào thích cái không gian mà trên cao, buổi chiều có thể là lên đây uống cà phê cũng ok luôn. Nên mình kỹ lưỡng hơn nữa thì chỗ này nè, anh chị em có thể là làm những cái lan can tay vịn inox kính cường lực à, cũng ngon lành luôn các bạn. Bên này là nhà nóc thái ha, nhìn xung quanh bao quát một lần nữa nè. Lên đây buổi chiều ngắm núi Bà tuyệt vời luôn nha. À, hướng này là hướng đi về ngã tư Chiêu Hồi, về khách sạn Sunrise, hồ bơi rồi sân tennis là cách có 300m các bạn nha. Đường ra siêu thị ra cách mảng 8 đó. Chùa cũng ở xéo xéo, cách khoảng chừng 100m ha. Nè, từ trên đây nhìn xuống view quá ok. Quay chi tiết cho anh chị em xem. Đấy, khu vực này là đã quy hoạch hết rồi các bạn nha, nên là không có phạm lộ giới, mình không có sợ là quy hoạch gì nữa các bạn. Ở đây toàn là những cái công trình lớn hết ha, biệt thự nè. Đó, người ta còn hoàn thành xong cái sân nữa là ok. Thì phần bên này là phần dạng là nhà xe của người ta nữa các bạn, nhà xe của căn biệt thự đó. Đây coi như là cách cái ngã ba là có 20m à. Thì cầu thang này hiện tại thì nếu mà về thì anh chị em có khai thác ở trên á thì mình sử dụng làm cái cầu thang cuốn lên đó, nhìn nó sẽ đẹp hơn nữa ha. Phía sau này cũng là cửa sinh pha cường lực luôn nha các bạn. Nhà tầng nào là cũng có đều gắn camera hết. Khu vực này là cũng rất hay ha, có cái phần bàn bếp ở đây, máy giặt có đường nước luôn. Đó, y như là có một cái bếp nhỏ ở đây. Thì các bạn có thể là mình làm barbecue, mình ra rủ bạn bè ra phía sau chơi cũng rất là ổn. Còn bên này là một cái nhà kho các bạn. Đó, cũng cửa sinh pha luôn. Rồi, mình tham quan cái phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ thứ tư đây. Toàn bộ cửa là cửa sinh pha hết ha, tủ âm nè. Rồi, trang bị cho mình cũng đầy đủ giường, tủ, kệ. Ngon lành luôn, cũng có máy lạnh luôn ha. Bên này là phòng tắm thứ tư các bạn. Đó. Tới 4 phòng tắm nhà vệ sinh lận. Nên là anh chị em thích cái phòng nào thì mình có sự thiết kế thêm cái phòng xông hơi rồi cũng ok luôn nha. Cửa nẻo rồi đầy đủ hết ha, an toàn. Rồi, thiết bị là sử dụng là đồ xịn không? Rồi, ban công phía trước. Rất là ổn nha. Ngon lành, ra đây ngắm cảnh ok luôn. Inox kính cường lực hết ha. À, chỗ này là một cái này là cái cột tường đúng không các bạn? Đó,
làm cái kết cấu nhà trở nên rất là chắc cú nha. Rồi diện tích sử dụng hơn 300 m², mời anh chị em tham quan lại lần nữa tổng quát căn nhà này. Bên này cũng giếng trời ha, còn bên này là một cái giếng trời mà lại lấy sáng cho phần cầu thang nè. Đó, ổn áp chưa các bạn, bán giá chưa? Một vị trí có thể nói là tiềm năng cho lâu dài, một diện tích vừa ở vừa có thể là kinh doanh buôn bán ngay tại nhà luôn. Nhà quá rộng, cái này là mình ở nhà chừng 8-10 người cũng dư diện tích nữa các bạn. Đó, thì với một cái phần diện tích lớn như vậy thì rõ ràng đó cũng là một áp lực khá lớn cho cô Nguyệt và ông xã cổ khi mà hai vợ chồng lớn tuổi ở trong một không gian có thể nói là từ đó là rộng lớn như thế này ha. Trang bị cho mình là tận răng nè, đầy đủ về mặt nội thất. Còn giấy tờ thì sao? Mời anh chị em xem cái phần giấy tờ pháp lý nha, rất là rõ ràng luôn. Đây, sơ đồ thửa đất đây. Nhà là có hoàn công luôn các bạn. Này, nằm ở mặt tiền con đường Hoài Ly Kha, nằm hướng là Tây Bắc ha. Đường này lộ giới là 27 m, đã quy hoạch đầy đủ, có vỉa hè luôn. Nhà là xây là đúng diện tích, không có phạm lộ giới hết. Thì phần đất nữa các bạn, tổng diện tích đất là 136,6 m² nha. Đất ở đô thị toàn bộ, và đây đô thị loại 2. Thì nhà đã hoàn công là sao? Là cái phần sở hữu nhà, tài sản trên đất là nó thể hiện trên sổ cho mình luôn. Rất là tiện lợi nếu mà anh chị em là cần sự hỗ trợ tài chính của bên ngân hàng ha. Thì nhà này cô Nguyệt có thể là cũng sẽ đồng ý để mà mình mua tay ba dạng qua ngân hàng. Thì cái đó anh chị em là liên hệ trực tiếp với lại cô Nguyệt để mình thương lượng coi sao. Thửa đất này số 157 nè, và con số này rất là đẹp nha. Một là sinh, 57 là tiền nè, sinh tiền ha. Đó, tờ bản đồ 60, 6 là lộc, lộc không các bạn. Địa chỉ nhà là số 199 là cũng số đẹp rồi nha. Khu phố 4, phường 3, phường 3 là phường mà gạn là phường giàu nhất của thành phố Tây Ninh ha. Diện tích cũng là một con số đẹp luôn các bạn, 136,6 m². Một là sinh, ba là tiền tài, sáu là lộc nè. Sinh tài lộc mãi mãi. Đó, ok chưa? Diện tích sử dụng thì nó có đúc 3 tấm nên là nó trên 300 m². Đất ở tại đô thị toàn bộ là sổ hồng riêng các bạn nha, không có chung đụng với ai hết á. Đây là phần sở hữu nhà nè, cũng thể hiện ở trên đây luôn. Nhà là cấp 3. Diện tích sàn ở đây là chưa tính cái phần mà sân thượng các bạn, đã là 257,7 m² rồi. Tính thêm phần sân thượng đó là trên 300 m, không dính lộ giới gì hết nha. Mọi thứ là đều rõ ràng hết rồi, nhưng mà mình tham khảo thêm cái phần dự thảo quy hoạch ở khu vực này để cho các bạn thấy là quy hoạch nó đã hoàn chỉnh về mặt tổng thể rồi. Toàn khu là chúng ta thấy là một màu hồng đậm, là đất đô thị hết các bạn. Nằm tọa lạc ở một cái vị trí là coi như là ngay ngã ba luôn. Nếu mà chính xác theo cái sơ đồ này thì giống như ngã tư vậy các bạn ha. Đó, phía bên đối diện là đất thương mại dịch vụ nè. Đó, có điện máy chợ lớn rồi nè, đường 30 tháng 4. Lộ giới là tới 50-60 m và có 6 làn xe ha, một cái trục đường lớn. Bên kia là nhà máy xử lý nước các bạn. Đó, khu vực xung quanh là không có lăng mộ gì các bạn nha. Bên trái, hồi nãy mình có nói là thế mà gọi là tả thanh long mà hữu là phục hổ các bạn. Hữu bạch hổ đó. Bên trái là sông Vàm Cỏ nè, còn bên phải là núi Bà. Tiện ích xung quanh thì quá trời luôn nè ha. Đó, trục đường Hoàng Lê Kha, một cái tuyến đường là trước đây là được định vị là giống như là phố đi bộ, có thể so sánh nó với lại khu vực mà Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi ở Sài Gòn vậy đó. Mình sẽ đi dạo một vòng xung quanh khu vực nhà, cũng chính là xung quanh khu vực thành phố Tây Ninh, để xem hạ tầng và hiện trạng ở đây các bạn. Đường 30 tháng 4 mình đang đi là hướng về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh nè các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái vô đường Hoàng Lê Kha thì thấy khách sạn Mai Vi, và một phần bên hông tường của căn nhà
6 tỷ 939 triệu ha. Nhà kế bên đó là người ta đang hoàn thiện cái phần sân căn biệt thự nha. Ngang 5, dài là 28, hướng Tây Bắc, đường Hoàng Lê Kha. Hiện trạng rất đẹp, hai bên là vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đèn đường, đèn mỹ quan đô thị. Cách nhà 200m là ngã tư Chiêu Hồi, bên trái là đường Nguyễn Thế Học, còn bên tay phải là đường Võ Thị Sáu, hướng đi về chợ Long Hoa nha các bạn. Ở đây về chợ Long Hoa là khoảng 4 cây nha. Đường Võ Thị Sáu cũng dẫn về chợ phường 4, cách vị trí nhà 800m. Và bệnh viện đa khoa khách sạn Hồng Hưng, cách vị trí nhà là 2 cây rưỡi. Còn đây là tiếp tục đường Hoàng Lê Kha, bên trái là hướng dẫn vô hồ bơi, sân tennis, kế bên là công ty Toyota Tây Ninh, bên tay phải là khách sạn Sunrise, cũng là một khách sạn lớn 4 sao ở Tây Ninh ha. Bên trái là nhà thi đấu, rồi bảo tàng tỉnh. Đây, con đường view rất là đẹp các bạn. Còn cái nhà cao tầng phía bên tay phải là bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh nha. Hướng này xích lên trên. Thì cuối đường là cách mạng tháng 8. Thì bên trái là có bệnh viện bác sĩ Tùng, còn bên tay phải là siêu thị Copmart ha. Hướng bên phải đi khoảng 2 km nữa là tới tòa Thánh Tây Ninh. Hướng đi khu du lịch Núi Bà cũng điền đó luôn các bạn. Đi về Dương Minh Châu cũng điền đó luôn nha. Còn bên trái hướng ra trung tâm của thành phố Tây Ninh, ra Vincom. Bên trái con đường cách mạng tháng 8 này là nhà cao bệnh viện bác sĩ Tùng nữa các bạn. Còn khu vực này là đầy đủ tiện ích ha, FPT, Viettel Shop, rồi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, rồi chợ phường 3. Chợ phường 3 thì nằm bên trái nè các bạn. Đây là ngôi chợ mà dạng là chợ nhà giàu á. Rồi giá bất động sản ở khu vực xung quanh chợ này mặt tiền được các bạn 8 có thể lên tới 5 tỷ một mét ngang đó. Ngã tư đèn đỏ này gọi là ngã tư Đất Thánh, được đi lợi các bạn. Từ bên trái là hướng về hội trường tỉnh ủy, về đường Nguyễn Thế Học, về hướng bất động sản luôn. Còn mình đi thẳng là ra vòng xoay trung tâm thành phố Tây Ninh ha. Đây là có trụ sở công an tỉnh luôn nè, bên trái các bạn. Anh chị em nào thích vị trí ở đây, thích mẫu nhà này, mình liên hệ trực tiếp với lại chị Nguyệt là chính chủ luôn nha. Số điện thoại là 0898 45 2566, 0898 45 2566. 6 tỷ 939 triệu. Có thể chị Nguyệt còn thương lượng chút đỉnh cho mình nữa. Các bạn nghĩ sao về hiện trạng và tiềm năng ở khu vực này của căn nhà này? Hãy để lại ý kiến bên dưới video, giao lưu cùng với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác nữa nha. Đây là vòng xoay trung tâm thành phố Tây Ninh nè, quẹo phải 300m nữa là tới Vincom. Chào cả nhà nha, hẹn gặp lại.